Ông bà mình có câu: thiện lai thiện báo, ác giả ác báo. Ai làm điều ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Hồi đó ở dưới quê tao, người ta hay truyền tai nhau về cái chết oan của một cô gái.